Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô vừa được Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ. Theo đó, thì nhiều đề xuất được đưa ra nhằm siết chặt đối với doanh nghiệp taxi công nghệ như là Uber hay Grab. Các doanh nghiệp này sẽ được yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và tài chính theo quy định, đồng thời buộc phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi về Tổng cục Thuế. Với những yêu cầu mới đặt ra theo hướng bỏ bớt ràng buộc với taxi truyền thống, nhưng thêm vào những điều kiện với xe hợp đồng và hợp đồng điện tử. Vậy những quy định mới này liệu thực sự tạo ra sân chơi bình đẳng và đảm bảo công khai minh bạch hay không? Thì đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế với chủ đề Cuộc chiến giữa taxi truyền thống Uber và Grab bao giờ mới đến hồi kết. Sau 3 năm có mặt tại Việt Nam thì Uber và Grab có thể nói rằng đã tạo nên sự thay đổi không nhỏ về bức tranh vận tải hành khách tại Việt Nam. Trong 3 năm qua, các hãng taxi truyền thống đứng ngồi không yên, buộc phải thay đổi mình để thích nghi. Nhiều cuộc họp căng thẳng giữa các cơ quan quản lý và đại diện của các bên đã diễn ra trong vòng 3 năm qua. Và trong diễn biến mới nhất thì từ ngày 11 tháng 1, Hà Nội sẽ cấm các xe hợp đồng Uber Grab dưới 9 chỗ đi vào 13 tuyến phố. Trước đó thì đã cấm taxi trong khung giờ cao điểm. Và đây là một trong những vấn đề mà các lái xe taxi truyền thống phản đối nhiều nhất. Hãy cùng nhìn lại những dấu mốc trong cuộc chiến có lẽ còn lâu nữa mới kết thúc giữa Uber, Grab và taxi truyền thống qua phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. Tháng 2 năm 2014, Grab gia nhập thị trường Việt Nam. Tháng 7 năm 2014, Uber chính thức có mặt tại Việt Nam. Sự có mặt của Uber và Grab đã nhanh chóng khuấy động và đẩy cuộc cạnh tranh thị phần vận tải trở nên khốc liệt, kịch tính, đặc biệt là ở các thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2016, Grab được phê duyệt đề án GrabCar tại 5 tỉnh thành trong 2 năm tại Việt Nam. Tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về chính sách thuế và quản lý thuế của Uber. Tháng 9 năm 2016, Uber lần đầu tiên nộp thuế tại Việt Nam. Với việc nhanh hơn, rẻ hơn, tiện ích hơn, Uber và Grab ngay lập tức đã thu hút một lượng lớn khách hàng từ taxi truyền thống. Bên cạnh đó, việc liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi, dù Uber hay Grab đã đều tiến hành tăng giá cước trong năm 2017, song khoảng cách về chi phí giữa nếu đi hai loại hình này phương tiện so với taxi truyền thống vẫn còn một khoảng cách không hề nhỏ. Tháng 4 năm 2017, Uber được thông qua đề án thí điểm gọi xe tại Việt Nam. Tháng 9 năm 2017, Hiệp hội Taxi Hà Nội gửi đơn kiến nghị dừng thí điểm Uber Grab. Tháng 10 năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải bác đề xuất dừng thí điểm Uber Grab. Cũng trong tháng 10 năm 2017, nhiều hãng taxi treo biển ngữ chống Uber Grab. Uber Grab ngày càng trở nên phổ biến hơn nên không có gì quá ngạc nhiên khi miếng bánh thị phần của các hãng taxi truyền thống ngày một bé đi. Thậm chí, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có đơn kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị dừng khẩn cấp kế hoạch thí điểm của các xe hợp đồng điện tử kiểu Grab hay Uber ngay trong tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã bác bỏ đề xuất này. Hôm 1 tháng 1 năm 2018, kết thúc thời gian thí điểm của Uber Grab. Hôm 8 tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có nhiều quy định quản lý chặt chẽ với Uber Grab. Bên cạnh đó, sau khi thời hạn thí điểm Grab Uber kết thúc vào 1 tháng 1 vừa qua, trong năm 2018 cũng như những năm tới đây, loại hình dịch vụ vận tải này được dự đoán sẽ chịu quản lý chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng. Đặc biệt, cuộc chiến giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ như Uber Grab vẫn tiếp tục nóng lên từng ngày khi các hãng taxi truyền thống cho rằng có sự bất bình đẳng trong câu chuyện thuế phí khi mà taxi truyền thống đang phải chịu thuế giá trị gia tăng VAT là 10% và thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Trong khi đó thì Uber Grab áp dụng thuế VAT là 3% trên tổng doanh thu. Mặc dù được đánh giá là đã có nhiều thay đổi và xóa bỏ những trói buộc doanh nghiệp trong bản dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 năm 2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, song các chuyên gia và doanh nghiệp taxi thì vẫn cho rằng vẫn còn tồn tại một số quy định bất cập và chưa tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, sau 3 năm triển khai, nghị định số 86 năm 2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải dù đã được những kết quả nhất định, tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc nhất định.
Do đó, việc ra đời dự thảo nghị định thay thế nghị định số 86 là hết sức cần thiết. Tôi nghĩ dự thảo mới cũng đã có một số thay đổi theo hướng cải cách so với nghị định cũ, nghĩa là cũng có một số điều kiện kinh doanh bất hợp lý đã được dỡ bỏ đi hoặc là giảm tải bớt xuống. Thì cũng đưa thêm vào những cái phương thức kinh doanh mới, ví dụ như qua điện tử như Uber, Grab để được đưa vào điều chỉnh của nghị định này. Tuy nhiên, trong dự thảo mới vẫn còn những quy định hành chính vô lý còn được duy trì như là lái xe phải mang theo danh sách hành khách có xác nhận của đơn vị kinh doanh. Trước khi vận chuyển phải thông báo tới Sở Giao thông Vận tải nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô các thông tin của chuyến đi. Thế và cơ quan nhà nước mà muốn quản lý lại muốn người ta phải nộp trước lộ trình để làm gì? Một ngày hàng vạn cái xe chạy ở Hà Nội, chạy ở Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải nhận cái đó để làm gì? Họ có kiểm soát được hay không? Hay là ví dụ như điều khoản về hợp đồng cũng vậy, yêu cầu nộp tất cả cái hợp đồng giữa người thuê xe và người lái xe và công ty xe cho nhà nước. Hàng vạn cái hợp đồng xảy ra trong một ngày, thì nhà nước tập hợp những hợp đồng đó để làm gì? Có kiểm soát được hay không? Mục tiêu để làm gì? Tôi nghĩ hoàn toàn không nên can thiệp vào. Đặc biệt, ngay tại các quy định mới hoặc sửa đổi cũng xuất hiện những bất cập theo cách cấm đoán, hạn chế quyền kinh doanh của một số loại hình doanh nghiệp như kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử. Các hộ kinh doanh vận tải thì bị hạn chế trong khi quy định lại bảo hộ cho một số loại hình khác. Điều này vừa phản cạnh tranh, vừa đi lại quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Mà chúng tôi chỉ đấu tranh làm thế nào để cái điều kiện kinh doanh của lĩnh vực vận tải có bản chất giống nhau, điều kiện kinh doanh giống nhau thì phải có điều kiện kinh doanh nó giống nhau để mà cạnh tranh bình đẳng. Chứ còn bây giờ một cái anh thì bị trói cột, rồi đằng trước thì vô số những gốc cây lớn không thể qua được, trong khi để tạo ra một con đường riêng, một cái chợ riêng, một cái hệ thống thương mại độc quyền riêng thì rõ ràng không thể gọi là lành mạnh cạnh tranh được, không thể đâu. Lý giải về những bất cập này, các chuyên gia cho rằng dự thảo mới chưa tìm được cách tiếp cận vấn đề một cách hệ thống và đổi mới nên đã thiên về hướng siết chặt quản lý hơn là tạo thuận lợi thúc đẩy cạnh tranh và nâng cao hiệu quả, do đó đã không giải quyết được những tồn tại vướng mắc của doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô hiện nay. Tiếp cận hiện nay là chúng ta vẫn lấy cái cũ làm nền tảng. Và như vậy thì cái điều kiện cái dự thảo nghị định điều kiện kinh doanh mới thì đánh giá nếu như lấy cái cũ làm nền tảng và chúng ta lại đang có tư duy muốn đưa cái mới vào trong khung khổ của cái cũ nên những cái cải thiện, tạm gọi những cái cải thiện trong dự thảo nghị định thì về cơ bản theo tôi là rất nhỏ và nó chưa xóa bỏ được các cái điều kiện kinh doanh mà nó ràng buộc, thậm chí hạn chế, kìm hãm cái sự hiệu quả như tôi mà nói là tính cạnh tranh hiệu quả, và như vậy nó can thiệp quá sâu vào trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và làm gia tăng cái chi phí. Theo các chuyên gia, sửa nghị định số 86 phải có một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới, trong đó thì cơ quan soạn thảo cần tách bạch mục tiêu an toàn trật tự giao thông với hoạt động kinh doanh vận tải, xóa bỏ tư duy áp đặt, các phương thức kinh doanh được thay đổi linh hoạt và cạnh tranh sòng phẳng, lấy sáng tạo kinh doanh hiệu quả làm cơ sở để bãi bỏ cách làm cũ trói buộc, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh những bất cập mà chúng tôi đã nêu ở phóng sự vừa rồi, thì vấn đề đang gây tranh cãi nhất giữa Uber, Grab và taxi truyền thống hiện nay là các hãng taxi truyền thống cho rằng việc doanh nghiệp của họ nộp thuế cao gấp chục lần Uber và Grab, vậy thì có hay không sự bất bình đẳng thuế giữa hai loại hình này? Thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Theo các doanh nghiệp kinh doanh taxi, chỉ sau 17 tháng thí điểm, số taxi công nghệ đã lên tới 50.000 chiếc, thế nhưng họ chỉ phải nộp thuế 6,5 tỷ đồng. Cho nhà nước. Trong khi tính toán đơn giản một doanh nghiệp taxi truyền thống có chưa tới 1.000 xe thì mỗi năm đã phải nộp thuế hơn 20 tỷ đồng. Điều này đang được các hãng taxi gọi là bất công và vô lý. Như tôi nói trên, bây giờ nếu coi là taxi áp một loại thuế thôi, anh như thế nào, tôi như thế nào giống nhau thì tự nhiên ra vấn đề ngay. Chứ còn bây giờ thuế người ta nói rằng áp dụng về đúng, đó là quyền của họ. Nhưng bây giờ 60.000 xe trong 3 năm đóng có 9 tỷ thuế. Một cái đơn vị có 6.000 xe thôi, phải không? Mà trong 3 năm đóng 1.200 tỷ tiền thuế, đúng sai chỗ nào thì chúng ta nên tự đánh giá. Và thu nhập này, nhà nước được cái gì, xã hội được cái gì, hãy nhìn đó mà đánh giá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp taxi truyền thống cũng cho rằng sở dĩ có sự chênh lệch thuế giữa Uber, Grab và taxi truyền thống là do hai đơn vị này được xác định là doanh nghiệp công nghệ nên được ưu đãi thuế. Trong khi đó, trên thế giới đã xác định Uber, Grab là loại hình kinh doanh taxi và đặc biệt ngày 20 tháng 12 năm 2017, Tòa án Công lý châu Âu đã đưa ra phán quyết Uber là công ty vận tải, vậy nên phải tuân thủ các quy định trong ngành vận tải. Chính vì thế, theo các doanh nghiệp taxi truyền thống, cần nhận thức rõ Uber, Grab là loại hình gì.
Bởi vì chúng tôi cho rằng là cái định danh, ngay cái định danh cho chủ thể, cho cái đối tượng quản lý không chuẩn xác thì không thể có chính sách đúng được. Nhưng vấn đề định danh nay vẫn đang tranh cãi và cái thiên hướng nó cảm giác như nó có gì đó nó vẫn rất là cố hữu. Ví dụ cả thế giới, nhiều bộ ngành ta đâu nói đây là cái hoạt động vận tải, nhưng trong dự thảo và cái kiến nghị mới thì vẫn cho rằng đây là hợp đồng điện tử. Đây là tôi cho một cái đưa chế định hợp đồng đây là rất mơ hồ và không chuẩn xác chỗ nào cả. Ví dụ đó là một cái bất cập. Nhưng về quan điểm nghị định 86 sửa đổi lần này, chúng tôi đề nghị là định danh nên làm cụ thể thay vì cái việc mà làm chung chung. Ví dụ như chúng tôi đang nói là tất cả xã hội đang rất quan tâm đến những cái việc mà trong những thời gian gần đây theo cái quyết định thí điểm quyết định 24, đúng không ạ? Tài xế Uber Grab đình công lãng công xảy ra rất nhiều và trên tất cả các thông mạng, tin mạng, các mạng trang mạng xã hội đều đăng. Thế thì đây là một cái vấn đề đang nóng thì cần phải giải quyết nó, là định danh nó và sửa đổi thì sửa đổi cho cụ thể, đưa vào định danh vận tải taxi là taxi. Bởi vì tất cả các cái tổ chức nghiên cứu, các cái số liệu thống kê thì đã công nhận nó là taxi, thì chúng ta phải đưa nó vào, nó là kinh doanh vận tải. Chưa kể đến, hiện nay taxi truyền thống còn bị trói buộc bởi 13 nội dung ràng buộc về thuế phí, trong khi thì Uber Grab chỉ chịu mức thuế từ 4 đến 5% doanh thu. Theo các doanh nghiệp taxi truyền thống, đây là sự cạnh tranh bất bình đẳng. Một bên thì bị trói chân trói tay bởi hàng loạt các cái quy định, 13 cái quy định về thuế phí, rồi gắn đồng hồ, rồi kiểm định, rồi đủ mọi thứ cả. Còn một bên thì không bị ràng buộc bởi cái gì cả. Mà cái quan trọng nhất chúng tôi nghĩ rằng là cái xác định cái mô hình kinh doanh như thế nào cho phù hợp đối với Uber Grab. Bởi vì như tôi đã phân tích đó, cái hợp đồng điện tử hình như nó là một cái kiểu lách luật. Bản thân của cái hợp đồng không thể nào một ngày giao kết mấy chục cái hợp đồng. Còn đối với các chuyên gia kinh tế thì lại cho rằng hiện nay việc quản lý thuế giữa hai loại hình là tương đương nhau. Song trên thực tế, việc áp dụng thuế trên doanh thu sẽ minh bạch công khai hơn khi áp dụng thuế trên lợi nhuận. Chúng ta thấy rằng là hiện nay theo cái thông thường, thì taxi truyền thống đang đóng thuế theo cái gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp, nó dựa trên lợi nhuận. Và cái này thì là theo thông lệ. Thế còn taxi công nghệ đó, thì hiện nay bởi vì họ không thực hiện sổ sách, thì họ được cái đóng thuế kiểu khác, đó là áp thu nhập trên tổng phần trăm. Chúng tôi được biết là ví dụ như là bên cung cấp dịch vụ thì họ đóng 3,5%, còn bên người vận chuyển thì đóng 1,5% thuế thu nhập và tổng cộng cỡ khoảng trên dưới 5,5%. Và so sánh thì theo ngành thuế nói rằng là hai cái loại hình này là tương đương. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng về cơ bản là điều kiện thuế tương đương. Tuy nhiên cá nhân tôi thì cho rằng là đóng thuế theo áp thuế doanh thu tốt hơn là trên lợi nhuận. Cái vấn đề quản lý cái taxi công nghệ phải có cái gọi là khung pháp lý, phải có cái sự điều tiết quản lý của nhà nước để đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên. Và ngược lại, taxi công nghệ cũng phải là nằm trong cái khuôn khổ đấy. Và cái quan trọng nhất đấy là môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh của tất cả các bên phải được bình đẳng. Theo các chuyên gia kinh tế, Uber Grab chỉ mở đầu cho những mô hình kinh tế mới phát triển trên thế giới và minh chứng đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới đã tràn vào Việt Nam. Chính vì thế, đây sẽ là thách thức để cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý thuế nói riêng để làm sao tạo ra sân chơi bình đẳng và không thất thu ngân sách nhà nước. Các mô hình mới nó sẽ đến càng ngày càng nhiều như nó đã phát triển ở trên thế giới. Cái vấn đề chính là khi có mô hình mới thì hệ thống quản lý của nhà nước phải nghĩ ra công cụ quản lý thích hợp nếu như mình quản lý nó. Thế còn mình không quản lý được nó thì cũng không có cách gì để mà cấm, không cho nó hoạt động được. Như vậy Việt Nam cũng bàn đến câu chuyện này vài năm nay rồi. Uber và Việt Nam đã vài năm nay rồi mà cơ quan nhà nước đến bây giờ vẫn chưa đưa ra được công cụ quản lý, thì cái đó nhà nước phải tự chịu thôi. Anh tôi nghĩ là nên sớm đưa ra đi, và nếu Việt Nam chưa có cách làm thì học hỏi các nước họ đã làm như thế nào. Và hiện nay thì như chúng ta đã biết thì có lẽ là nổi cộm nhất, nóng nhất chính là câu chuyện của Uber, của Grab. Thì đây là một cái loại hình kinh doanh mới và bản thân chúng ta cũng còn đã có những cái lung tung nhất định, kể cả về cơ sở pháp lý, kể cả về phân loại xác định loại hình doanh nghiệp thì dễ có những cái lung tung. Thì hiện nay thì với cái tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Tài chính thì ngành thuế cũng đang từng bước để nắm bắt những cái để triển khai những cái việc để sao tăng cường quản lý cái đối tượng này. Trong một cuộc họp báo tổng kết ngành thuế mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu cơ quan quản lý thuế cần mở rộng cơ sở nộp thuế,
tăng cường thu thuế với các loại hình kinh doanh mới như là kinh tế chia sẻ, các loại hình mới như là Uber, Grab để làm sao thu đúng, thu đủ, không thất thu thuế, đảm bảo sự công bằng trong môi trường kinh doanh. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua trang Facebook của kênh truyền hình VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.